mỗi tòa nhà trong thành phố đều có thể là một thử thách. Không có bất cứ dụng cụ gì, chỉ dùng ngón tay và mũi giày leo lên cao và nhảy qua khoảng cách lớn. Thường chỉ có những người tập luyện nhiều năm mới dám làm. Jordan chơi parkour từ 12 năm nay. Phải hết sức tập trung, phải hình dung trong đầu từng động tác sẽ thực hiện trước khi bắt đầu. Mọi sơ suất đều có thể trở thành sai lầm không thể cứu vãn được. Phải tính trước tất cả các động tác. Trước tòa tỉnh trưởng thành phố Lille của Pháp là bến tàu điện ngầm có kiến trúc bên trên phù hợp để tập parkour. Các kỹ thuật chạy, leo, nhảy bật, giữ thăng bằng, vượt chướng ngại vật trước chỉ được đào tạo trong quân đội đã dần dần biến thành một môn thể thao đô thị. Môn chơi đòi hỏi độ chính xác cực kỳ cao. Tiếp xúc đầu tiên với vật cản phải luôn luôn là ngón tay hay mũi chân. Sau mỗi bước nhảy phải biết cách giữ được thăng bằng ngay tại chỗ. Với chúng tôi thì bất kỳ địa hình nào cũng có thể chơi được. Không có vật cản thì tập ở mặt đất cũng không sao. Mục đích là di chuyển từ điểm A đến điểm B liền một mạch. Môn thể thao này đòi hỏi người chơi phải tuân thủ kỷ luật, tập luyện dần từng động tác, từng kỹ năng và tập trung cao độ. Sai sót nhỏ khi ước lượng khoảng cách, tiếp đất sai cách sẽ là tai nạn, gãy xương, vỡ gối, thậm chí mất mạng. Le taux d'accident, oui, c'est très très élevé. Tỷ lệ tai nạn rất cao. Vì thế, luôn luôn phải tập trung tinh thần cao độ để tránh bị ngã đau. Pour pas se faire mal. Nhiều thành phố cấm môn thể thao này, phần vì quá nguy hiểm cho người chơi, phần vì nhiều mảng tường bị bẩn do vết giày. Một số nước công nhận đây là một môn thể thao, chẳng hạn như là tại Anh. Một số nước khác thì không công nhận, nhưng mà cũng không cấm như là ở Pháp. Thế và luôn luôn cảnh báo là không nên thử bắt chước. Đây là môn thể thao mạo hiểm, có tỷ lệ tai nạn tương đối cao. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam, từ thành phố Lille, Cộng hòa Pháp.